Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa, xanh đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, Bên Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò. Nếu như bạn là người có cái xu hướng nghe nhạc theo kiểu thủng cối long trời, tức là nghe theo kiểu thiên về cái sự bạo lực, thiên về cái sức mạnh và cứ muốn mở lên là phải mở thật lớn, át hết cả hàng xóm đi, thì các bạn thấy chúng ta không nên chơi loa bốt, các bạn chỉ tập trung vào chơi những dòng loa full có công suất lớn, hay có thể chơi những dòng BMB vân vân. Nhưng đối với những người mà hưởng thụ cá nhân, chỉ muốn mở lên với âm thanh tinh khiết nhất, thuần túy nhất, đủ nghe nhất và hưởng thụ cá nhân theo đúng nghĩa, thì chúng ta có thể chơi loa bốt. Vì các bạn thấy là trên thị trường hiện nay thì loa bốt có thể đáp ứng được cái tiêu chí một là nghe nhạc khắt khe, tinh tế, bóc tách, nhưng lại có thể hát karaoke không hư hại loa, thì đó là một trong những cái điều mà đã làm nên cái sự nổi tiếng của loa bốt. Thì các bạn thấy hiện nay thì bốt cũng sản xuất rất nhiều các thiết bị, kể cả những cái dòng loa phát biểu trong hội trường là loa chuyên về lời đấy, rồi những cái dòng loa trên ô tô, hay là những cái dòng loa sân khấu biểu diễn. Nhưng thường thì hiện nay thì giá của nó cũng khá là mắc, và các bạn thấy là những cái dòng bốt mà hàng bãi thì nó vẫn giữ được cái phẩm chất tuyệt vời như tôi vừa nêu ở trên, nhưng nó lại có cái mức giá vô cùng hợp lý. Vậy cụ thể như thế nào thì tôi sẽ nói sâu ở trong video clip này. Các bạn nhớ là tất cả những cái yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối gấp, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio nhớ gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, nếu như nói về loa bốt thì có rất nhiều cái trường phái khác nhau trong một cái hãng. Ví dụ như các bạn thấy cái khuynh hướng âm thanh của những cái dòng này, đó là những dòng loa bốt 501 series 4. Thì ở đây các bạn thấy tôi có 3 cặp loa bốt 501 series 4. Thì tôi vẫn nói ở trong nhiều video clip rồi, đây là một trong những cái dòng loa được bốt thiết kế có cái thùng có thể nói là lớn bậc nhất. Đấy, có thể nói rằng những thằng 501 series 4 là những thằng có cái thùng có cái kích thước lớn bậc nhất của những cái thằng 50 của cái thằng bốt. Thì các bạn thấy là 501 series 4 được thiết kế theo kiểu vuông thành sắc cạnh, mặt trước của nó là một cái căng nhung. Đấy, các bạn thấy thì theo thời gian thì nó từng đôi một, nó ngả màu, nó sẽ khác nhau đương nhiên rồi vì nó là hàng bãi mà. Nhưng phẩm chất của nó phải còn nguyên zin, thì các bạn thấy đó là một trong những điều mà rất nhiều người đã lựa chọn đặt ra cái tiêu chí như vậy. Thì những thằng 501 series 4 này các bạn sẽ thấy là chất âm của nó rất là khác biệt so với cái dòng 301 series 2, 301 series 3, hay là những dòng 601, hay là những cái dòng 701, hay là 901. Thế thì bây giờ tôi mới nói như thế này, nếu như những dòng 601 như thế này, đây là hai cặp loa bốt 601 đấy, có mức giá là 20 triệu đồng, giá rất là hợp lý để các bạn dễ dàng sở hữu. Ở những dòng này thì các bạn nhớ là nó cũng đóng theo kiểu vuông thành sắc cạnh, nhưng có gì đó các bạn nhìn thấy nó thiết kế khá là truyền thống, hài hòa. Và cái cách thiết kế của bốt thì các bạn thấy là bày ở không gian nào nó cũng hợp, kể cả không gian hiện đại, không gian cổ điển, phong cách của gia đình ấy, hay là cái phong cách tân cổ điển thì nó rất là hợp, bởi vì đó là cái tầm nhìn của các kỹ sư của bốt. Thì thằng 601 này này, 601 trơn này này, 601 series 2, 601 series 3, hay là những dòng 301 series 3 này này, thì nó cùng một cái trường phái âm thanh đấy, kể cả những thằng bốt 4.2 series 2 này cũng thế này đấy, nó cùng trường phái, đó là tạo ra cái tiếng bass đanh chắc. Các bạn nhớ nhá, những thằng tôi vừa điểm danh vừa liệt kê thì nó tạo ra âm thanh theo kiểu đó là đanh chắc, bát đánh lực, ép tim, và âm thanh của nó trong trẻo, âm thanh cực trong trẻo. Bạn nào chơi 601 biết rồi, bạn nào chơi 301 series 3 biết rồi. Thì những cặp 301 series 3 màu vàng này này, đấy, thì có mức giá là 14.500.000 đồng. Những thằng 601 này thì có mức giá là 20 triệu đồng. Thì các bạn thấy ghép bằng âm ly Đền Đông thì nó đánh căng, đánh chắc, đánh ép tim. Nghe những dòng nhạc trên TikTok, trên YouTube, những dòng nhạc sống bây giờ thì nó rất là hợp. Nhưng một cái trường phái khác, ví dụ như ở cái dòng 901, tôi nhắc lại các bạn nhé, những dòng 901 của bốt ấy thì nó lại thiên lời, đó là những cái cặp loa nhỏ, nhiều cặp loa nhỏ
nhồi trong một thân thùng và nó thiên về lời thì làm cho âm thanh của nó rất là chi tiết, và thường thường nó đi theo bộ cốt, bộ EQ để đánh, thì các bạn thấy tôi bán rất là nhiều rồi. Nhưng một cái trường phái thứ ba nữa, tức là một cái khuynh hướng âm thanh thứ ba nữa mà Boss tạo ra, thì đó là cái âm thanh ấm trầm, thì các bạn sẽ tìm thấy trên các dòng 301 series 4. 301 series 4 nó tiếng nó lại thuộc cái trường phái khác với 301 series 3 và 301 series 2 các bạn nhé. Các bạn thấy 301 series 4 này, rồi các dòng đầu năm, ví dụ như 501 series 501 trơn, 501 series 2, 501 series 3, 501 series 4, đặc biệt là 501 series 4 trước mắt các bạn ấy, thì nó lại tạo ra theo cái trường phái đó là ấm áp, trầm ấm, mềm mại. Các bạn nhớ nhé, đối với thằng 701 thì nó có phiên bản một lỗ thông hơi và hai lỗ thông hơi, thì đó là những thằng nó lại thiên về bát, vì nó để bát ở trong lòng thùng, nó đánh ép, nó tận dụng cái công suất và tận dụng cái sức nén ở trong lòng thùng. Thì thường thường những thằng 701 khi các bạn mua thì các bạn lại hay mua thêm loa lời ghép vào, bởi vì đó là những dòng nó thiên lời, xin lỗi các bạn, nó thiên bát mà. Nhưng ở những cái thằng này này, những thằng 501 series 4 này, tôi cho rằng nó kết hợp hài hòa. Một là nó có cái sự bóc tách chi tiết lời cân đối trên những dòng 901, và lại có sự trầm ấm của những thằng 701, có cái tiếng bát mạnh mẽ của thằng 701, nhưng âm thanh của nó lại mềm mại, ấm áp. Thì những thằng 501 series 4 này cho tiếng rất trầm ấm. Đấy, tiếng nó ấm, nó mềm và bát nó xuống sâu lắm. Điều này thì nó giải thích là các bạn thấy là một là cái cộng hưởng của thùng của nó lớn, cái thể tích cộng hưởng của thằng này thùng nó lớn, vuông thành sắc cạnh. Thứ nữa là các bạn thấy là cái bộ chia phân tần ở trong của nó ấy, thì nó sử dụng những con tụ con trở, người ta tính toán làm sao để nó cắt những cái tần số theo cái ý đồ của các kỹ sư thiết kế. Và các bạn thấy nó thiên về đó là cái sự trầm ấm mềm mại, lời thì bóc tách chi tiết, chép rất là nhuyễn, bát giấy chép giấy mà, âm thanh rất là mảnh, mượt và nhuyễn. Nếu như các bạn đánh bằng các dòng âm ly đề nông 1500R với mức giá khoảng 11.500.000 đồng, hay đề nông 890D, những dòng âm ly của Sansui hay là âm ly của Cover, ví dụ như âm ly Cover 1090 này, đấy, thì các bạn sẽ thấy đó là một sự hoàn hảo về mặt chất âm, giúp cho các bạn có thể nghe những cái bản nhạc vàng này, những cái dòng nhạc mạnh mẽ này với tiếng bass đánh rất là ấm áp. Thường thường ví dụ các bạn thấy những cái dòng loa của Avon, những dòng chuyên nghe nhạc ấy thì của Mỹ đấy, thì nó lại cho cái chất âm rất là ấm áp và bông tơi, thì các bạn cũng thấy cái điều đó ở trên những dòng 501 series 4 như thế này. Và những cặp loa Boss 501 series 4 trước mắt các bạn ấy có mức giá vô cùng hợp lý, giá 21 triệu đồng. Nếu như các bạn thấy là những cái dòng loa Boss thường thường có xu hướng xuống giá, thì riêng thằng 601 series 3 thì lại có khuynh hướng lên giá, nhưng thằng 501 series 4 thì các bạn thấy là mức giá ổn định, không lên không xuống trong 2-3 năm nay rồi, đều ở cái mức giá hàng đẹp là khoảng 21 triệu đồng. Các bạn thấy đây là một trong những cái điều mà người chơi audio cũng nhận ra cái giá trị của nó, và người ta mua rất nhiều. Cho nên những thằng 501 series 4 đẹp nguyên zin trên thị trường thì thường thường sẽ hiếm dần đi như những thằng 601 series 3. Các bạn thấy điều đó là đương nhiên rồi, có cung thì có cầu, và có cầu thì ắt có cung, nhưng khi nào mà cung không đáp ứng được cầu thì đương nhiên hàng nó sẽ lên giá. Nhưng thằng 501 series 4 này có một điều kỳ lạ là không lên không xuống, giá rất ổn định. Điều đó nói lên rằng cái sức mua cũng như là những cái người chơi audio để mắt đến nó, mua nó rất là nhiều. Và trước Tết thì tôi đã bán rất nhiều những dòng này rồi, thì các bạn nếu như có nhu cầu mua thì cứ alo cho tôi, hay các bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về những dòng này thì các bạn có thể gọi điện và đề nghị chúng tôi chụp ảnh chi tiết để gửi cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi một vài điều nói về ba cái khuynh hướng tạo ra cái các chất âm khác nhau ở những cái dòng sản phẩm khác nhau của thằng Boss. Khái quát là như vậy thôi, thì để cho các bạn có thể nắm chắc và các bạn có thể có thêm những cái sự so sánh. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Cương Audio. Xin chào, tạm biệt. Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa, xanh đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò.
ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng bên hạ. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trong qua. Nhiều trai làng ba hoa y như là đoán nàng dùng phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp làm mặt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái đẹp đưa đò. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, nhưng nàng nào đã tìm. Vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện trao người thời chiến chinh. Đoàn anh hùng sáng sớm, trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh trận quên mình, lính trận chân thành, lính trận trung tình. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và làm đau buồn.